nó cưa cắt rất là bén luôn. Thì sát cái cây sau đó là một cái vườn mận ăn thuốc, với lại sát cái con rạch nha quý vị. Những nhánh bên đó thì nó dê lên cái những cái cây mận ăn thuốc. Những nhánh sau này hoàn toàn dục về phía mé rạch hết. Dùng một tay cầm nguyên cái nhánh cây luôn, rất là nặng luôn. Wow, cắt mình thằng đọt luôn. Wow. Nhớ đó. Đó. Giờ giữa mới sao mới gặp luôn. Quá đẹp luôn. Nay bạn có đo làm dấu rồi đó. Bây giờ chỉ cắt ngay những cái chỗ làm dấu thôi nha quý vị. Ồ, cắm xinh luôn.
cắt miếng cái. Giờ sẽ đổ cái gốc còn lại nha. Khó quá là ba mình rồi, có thể quên. Cuối cùng là...